Welcome to English A-Mom. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình học miễn phí của English A-Mom. Và hôm nay chúng ta hãy cùng học unit số bài số 14, unit 14. Look at the photos. Look at the photos. Wow, và chúng ta đã đi đến bài số 14 rồi đó. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ học được 6 từ vựng. Và các bạn hãy chú ý ghi bài và khi mà cô đọc thì các bạn hãy phát âm theo cô nhé. Từ vựng đầu tiên của chúng ta đó là kind. 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 You look kind in the picture. You look kind in the picture. Bạn trông rất là đẹp, rất là tốt ở trong cái bức. Bạn trông rất là được trong cái bức ảnh này đấy. You look kind in the picture. Chúng ta có từ vựng tiếp theo. Naughty. 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 Cái tính từ này sẽ thường được miêu tả đối với các bạn trẻ nhỏ. Các bạn có đoán được là gì không? Naughty. Billy looks very naughty. Billy looks very naughty. Billy thì trông rất là nghịch ngợm. Ok. Và chúng ta có từ số 3 ở chủ đề này. Wet. 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 Các bạn chú ý âm t, ending sound ở cuối của từ nhé. Wet. We were outside. We were very wet. We were outside. We were very wet. We were outside and we were very wet. Chúng ta đã ở ngoài và chúng ta trông rất là ướt át. Ok, đến tiếp theo chúng ta có từ trái ngược với wet thì chúng ta có dry. Dry. The weather is dry in the picture. The weather is dry in the picture. The weather is dry in the picture. Ở trong tranh thì chúng ta thấy bầu trời trông rất là khô ráo, right? Ẩm ướt và khô ráo. Okay. Next one chúng ta có từ fridge. 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 There is a fridge in the photo. There is a fridge in the photo. There is a fridge in the photo. Fridge. Cái tủ lạnh. Ok, tôi có thể nhìn thấy cái tủ lạnh ở trong tấm ảnh kia. Ok. Next one. Và từ vựng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Photo. Photo. Cũng là từ trên đề bài luôn. Photo. Photo. Look at the photos. Look at the photos. Look at the photos. Tại sao cô phát âm S ở cuối? Bởi vì từ photos ở trong câu cô để là nó ở số nhiều. Đây là các bức ảnh. Ok. Photo and photos. Ok các bạn ạ, vậy là chúng ta đã học được 6 từ vựng trong bài ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ phát âm theo cô và ghi chú xuống vở các bạn nhé. Và một lời nhắn tới các bậc phụ huynh, các bố mẹ là các bố mẹ hãy truy cập vào trang web của EnglishAmom.com để cho các con học được toàn bộ những cái video bài giảng miễn phí theo chuẩn sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo bố mẹ nhé. Và bây giờ cô xin chào tất cả các bạn. Bye bye!